Và sau khi mở cái lớp màng co ra thì đây chính là bên trong sản phẩm. Thì đầu tiên đập vào mắt em đó chính là cái hộp chiết thuốc này đây. Được thiết kế với hình viên kim cương khá là đẹp mắt, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mọi người có thể chiết một vài viên thuốc vào đây, những người có thể mang đi làm, đi du lịch hay là đi đâu đó mang theo rất là tiện lợi. Và bên trong hộp sản phẩm cũng sẽ có thêm một cái giấy hướng dẫn nữa. Đây chính là giấy hướng dẫn sử dụng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là lọ Diamond Bay, cũng được thiết kế với hình viên kim cương, cũng khá là đẹp mắt. Đây mọi người có thể quan sát sơ qua về sản phẩm. Và ở trên cái nắp cũng như là thân sản phẩm sẽ có một cái tem niêm phong của nhà sản xuất Nature Pharma. Mọi người có thể quan sát, cái tem này là vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người. Em sẽ bóc cái tem này ra để mở cái lọ sản phẩm này ra cho mọi người xem. Bóc cái tem này ra. Và điều đặc biệt khi chúng ta vừa mở cái lọ ra thì đây, đây chính là một cái mã QR code để mọi người có thể xác thực lại cái thông tin chính hãng thêm một lần nữa. Và đây chính là điều đặc biệt mà những cái sản phẩm đang quay trước đây không có. Chỉ có sản phẩm được sản xuất từ tháng 9 năm 2020 trở đi mới có cái tem có mã QR code này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra chính hãng viên uống trắng da Diamond Way. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra bằng phần mềm iChat trên điện thoại. Nếu như ai chưa tải chat thì có thể link tải chat ở phía dưới phần mô tả, mọi người có thể nhấp vào và tải về. Khi tải về chúng ta sẽ mở ứng dụng lên, ứng dụng sẽ có giao diện như thế này. Mọi người sẽ chú ý đến phần quét mã vạch ở dưới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái mã vạch ở trên hộp của sản phẩm. Đây rất nhanh, sản phẩm đã được bắt ở trên iChat đây. Đây chính là hình ảnh của sản phẩm. Tên sản phẩm là viên uống viên dưỡng trắng da Diamond Way. Và sản phẩm đã được kiểm chứng cũng như là xác thực thông tin từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm đây là sản phẩm chính hãng. Ở phía dưới mọi người cũng có thể thấy được đó chính là thông tin của doanh nghiệp sở hữu cũng như là các công ty của phân phối. Và cái thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra bằng tem kiểm tra chính hãng ở trên hộp sản phẩm. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là cào một cái lớp phủ bạc ở trên đây và nhắn tin về tổng đài. Và bây giờ em sẽ cào cái lớp phủ bạc này. Chúng ta chỉ cần cào nhẹ thôi nha. Cào nhẹ là cái lớp này nó đã tróc ra rồi. Đây sau khi đã cào thì mọi người có thể quan sát rõ đây chính là cái mã sau khi chúng ta cào. Và bây giờ chúng ta sẽ gửi tin nhắn theo cú pháp là HCHG cắt và cái mã số này, cái mã số chúng ta vừa mới cào được, và gửi về số tổng đài 8077. Và sau khi chúng ta đã cào với lớp phụ bạc thì chúng ta sẽ soạn tin nhắn theo cú pháp như thế này. Mình có thể thấy là HCHG cái mã mà chúng ta vừa cào được và gửi đến 8077. Và cái thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái mã QR code ở trên tem của hộp sản phẩm. Thì cái mã QR code sẽ nằm ở đây. Và mọi người cũng có thể sử dụng cái mã QR code ở bên trong cái lọ của sản phẩm. Như lúc nãy có giới thiệu thì nó nằm ở đây. Là hai cái mã này sẽ giống nhau. Mọi người có thể kiểm tra bằng mã này hoặc là mã này đều được. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm iChat trên điện thoại như lúc nãy. Chúng ta vẫn sẽ bấm vào phần quét mã vạch ở đây. Và bây giờ mọi người sẽ đưa vào cái mã QR. Chúng ta sẽ chờ. Và đây chính là Nature Pharma. Đúng là sản phẩm chính hãng. Nhà sản xuất là công ty cổ phần dược Nature Việt Nam. Đây và ở dưới đây cũng có nhà phân phối, mọi người có thể quan sát. Và em vừa quét cái mã QR ở trên cái lọ sản phẩm. Và bây giờ em sẽ thử quét cái mã QR ở trên hộp sản phẩm cho mọi người xem nhé. Đây mọi người cũng đưa vào cái phần đó vào đây. Nó giống nhau là Nature Pharma. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái thông tin là cảm ơn quý khách đã mua hàng chính hãng của công ty cổ phần dược Nature Việt Nam. Và ở dưới đây cũng sẽ có thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối giống như lúc nãy.